nhá, hợp đích này, căng bụng thế này. Một, lên gối, lên đòi, kiểu như thế, kiểu này đi. Ui. Ôi, nó cứ đá lên trái nó thật chân. Đâu rồi, chú nhá. Đá. Đá không sợ đâu. Đâu rồi. Vừa nhá, rồi. Thông lệ. Một, lên gối. Được. Đạt làm đích nhá. Chân thẳng đó. Đích có nghĩa là đích hay là đích? Đích. Đích của cái đích ấy. Đích này. Bắt ra. Đích này. Đích này. Đích vận động não khi đá nhá. Đừng có anh ấy mà quên mất. Nào, 1, đi gối. 2. Quên lại. 2. Làm thế này. 1. Dạ. 2. 7. Nhiều quá. 1. 2.